Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách trồng mướp hương. Thì đây là gói hạt giống mướp hương nè các bạn. Thì đây là cái hạt mướp hương. Thì trước khi ngâm á các bạn, mình cắt ở ngoài mép nè, một chút xíu ngoài đây nè, để cho nước nó dễ nó thấm vô ở trong cái hạt. Vì cái hạt mướp hương này nó cứng, nó khó thấm nước vô trong, mình cắt như vậy để cho nó cái tỷ lệ nảy mầm được đồng đều hơn và nhanh hơn. Thì đây là cái đầu nhọn phía trên này các bạn, mình cắt một chút ở ngoài mép này. Đó, mình cắt một chút ở ngoài mép nè, để cho nước nó thấm vô đây thì nó nhanh nảy mầm hơn ha. Rồi đây là mình cắt sẵn hết rồi nè các bạn. Bây giờ mình ngâm với nước là 2 sôi 3 lạnh. Đây là 3 phần nước lạnh mình cho vào trước. Rồi mình lấy 2 phần 3 ly nước sôi. Rồi mình lấy tay mình quậy đều ra. Rồi mình ngâm khoảng 3 tiếng, mình vớt ra mình mang đi ủ. Hạt mướp sau khi mình ngâm được 3 tiếng thì mình vớt ra các bạn. Rồi giờ mình cho vào cái khăn ẩm mình mang đi ủ. Cái khăn mình nhúng nước ha. Rồi mình vắt. Rồi mình cho vào cái hộp. Xong rồi mình để nơi chỗ mát. Hạt mướp sau khi mình ủ được 24 tiếng thì bây giờ nó nảy mầm nè các bạn. Bây giờ mình mang mình ươm. Đất dưới phân mình chuẩn bị để mình ươm cái hạt mướp này á, thì gồm có là đất thịt một phần mình đập cho nhuyễn ra ha. Cái này là phân trùng quế một phần, các bạn cũng có thể sử dụng phân bò, rồi cho chấu một phần. Bây giờ mình trộn ba cái này lại. Rồi mình sẽ ươm vào cái ly nhựa nè các bạn. Mình cho cái hạt mướp nằm ngang và cái mầm mình đưa xuống các bạn. Đây mình là lắp ở trên, mình lắp cái phần dưới đất này ở trên. Xong rồi mình lấy cái bình mình phun sương mình tưới. Sau khi mình ươm hạt xong rồi các bạn, thì mình lấy cái bình nè, mình phun mình tưới. Mình tưới xong thì mình đem mình để chỗ mát. Rồi khi mà thấy cái hạt nó nảy mầm thì mình đem dần ra ngoài nắng.
cây mướp của mình hôm nay ươm gieo được 6 ngày rồi các bạn. Thì hôm nay mình sẽ trồng vào cái thùng xốp. Cái thùng xốp này có cái chiều dài là 60 cm và cái chiều ngang là 45 cm và chiều cao là 35 cm. Thì mình chuẩn bị đất. Đất này mình ủ dưới gác nhà bếp. Đầu tiên là mình cho một lớp đất, rồi sau đó mình cho một lớp gác nhà bếp lên. Và mình là cứ làm như vậy cho đến cái đầy cái thùng xốp này. Và mình để khoảng 2 tháng thì hôm nay nó đã hoai một hết rồi các bạn. Bây giờ mình trộn thêm phân các bạn. Đây là phân bò đã ủ hoai, cho cháu, vỏ đậu phộng, sơ dừa, mỗi thứ một phần. Rồi mình cho thêm cái nấm Chico Đờ Ma. Mình cho thêm cái vỏ trứng đã xay nhuyễn. Trong cái vỏ trứng thì nó có chứa canxi. Canxi để cho nó tăng cái khả năng đậu trái, đậu quả. Sau khi mình trồng cây mướp được 3 ngày á thì mình dùng cái phân humic để mình tưới cho cây mướp để cho kích thích nó ra rễ. Rồi khi trồng được 6 ngày á thì mình dùng cái phân cá hoặc là phân bánh dầu, phân đậu tương, phân trùng quế dạng nước á, mình tưới cho cây mướp. Rồi nếu mà các bạn có gơm á thì mình phủ lên một lớp gơm mỏng ở trên để cho nó giữ ẩm cho cây mướp. Trồng xong rồi thì mình tưới nước. Hôm nay mướp của mình trồng được 11 ngày rồi các bạn. Hôm nay mình sẽ ngắt đọt cho cây mướp. Thì mình ngắt đọt mình chừa lại 7 cái lá thật các bạn. 7 cái lá nhám này nè. 1 2 nè, 3 4 5 6 7. Mình sẽ ngắt ngang đây. Sau khi mình ngắt đọt cây mướp được 5 ngày thì hôm nay mình tuyển chọn chèo. Mình tuyển chọn một cây vậy còn lại 3 cái chèo mập khỏe các bạn. Thường thì những cái chèo ở cái phần ngọn á nó phát triển mạnh hơn cái phần gốc. Thì hôm nay mình sẽ cắt bỏ những cái chèo yếu. Ừ.
Rồi bây giờ một cây còn lại ba cái chèo khỏe các bạn. Sau khi mình ngắt đọt cây mớp lần thứ nhất thì trên một cây mớp vậy mình tuyển chọn lại còn ba cái chèo mập khỏe. Thì hôm nay mình sẽ ngắt đọt trên những cái chèo này các bạn. Khi cái chèo này được 7 lá thật thì mình sẽ ngắt đọt. Đây là lá thứ nhất nè. Thứ hai. Thứ ba. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy mình sẽ ngắt ngang đây. Rồi trên cái chèo này mình sẽ tuyển chọn tiếp ba cái chèo mới nha các bạn. Như vậy là một cây mớp của mình được 9 cái chèo. Thì hôm nay mình bón phân này là phân hữu cơ Dynamite, còn gọi là phân gà. Và mình bón thêm cái vỏ trứng. Trong vỏ trứng thì có nhiều canxi. Có nhiều canxi thì làm cho cái cây mình nó tăng khả năng đậu trái. Rồi mình sẽ xới sơ sơ phía ngoài gốc các bạn. Sau khi mình ngắt đọt cây mớp lần thứ hai thì hôm nay nó ra những cái chèo, và trên những cái chèo đó bắt đầu nó cho trái. Khi các bạn thấy trên cái chèo đó có khoảng 3 trái thì mình tiếp tục ngắt đọt. Vì cây mớp thì nó phát triển cái phần đọt rất là mạnh. Mình phải ngắt đọt để tập trung chất dinh dưỡng nuôi những cái trái. Nếu mà mình không ngắt cái đọt thì những cái trái nó ở xa cái đọt cái ngọn này nè, nó có thể bị dợp và nó không đậu. Thì cái dấu hôm trước mình ngắt ở đây nè các bạn, thì nó ra cái chèo này, và trên cái chèo này nó bắt đầu cho trái nè. Đây là trái thứ nhất nè, trái thứ hai, trái thứ ba, mình sẽ ngắt ngang đây. Và trên cái chèo này đó các bạn, mình vừa ngắt nè, thì chỗ những cái nắp lá này nó sẽ
cho tiếp những cái chèo mới, và nó ra tiếp những cái chèo mới thì nó cho trái, thì mình cũng ngắt đọt tiếp nữa. Mình ngắt đến khi nào mà cái cây mướp của mình nó kém phát triển á, thì mình có thể ngưng. Hôm nay mướp của mình trồng được 46 ngày rồi các bạn. Hôm nay mình thu hoạch mướp luôn các bạn.